Hôm nay mới từ Việt Nam sang, có quả mít từ Việt Nam gửi sang. Mặc dù tôi đi Việt Nam nhưng mà tôi mua mít Thái Lan thôi. Đây là trọng lượng của nó là 1,4 cân. Không phải đâu, đấy là ở người thôi, nhưng mà nó cân được gần 3 cân đấy. À, hơn 3 cân. 3 cân đấy là cân hơi. Hơn 3 cân đấy chứ làm gì có cân đâu. Mời quý vị các bạn xem chương trình bổ bỏ. Quy trình rất là khó, tại vì nó rất là nhiều gai. Mở này ra nào. Nhà có làm gì đấy? Thì ngồi lên trên này. Không. Ngồi không quay được. Rồi. Tại vì như này thì mới quay được cả. Chắc là tập trung chuyên môn nhá. Vậy nhà có kìa. Nhà có dạy xem không ạ? Xem không kìa. Rất là phức tạp và khó. Cái này nó khó hơn mọi gái là nó không có núm. Đấy. Tại vì đường xa mà mỗi lần mà thêm cân thì nó cũng tốn lắm. Nên chúng tôi phải giảm bớt sản lượng một cách tối thiểu. Vâng. Lấy cái gì nhỉ? Cái mặt báo lên một tí này. Không cần báo đâu. Có cái kia kìa. Xé cái giấy à, cái đấy ra, không gặp à? Không cần. Tại vì nó cũng có liên quan đến đất đâu. Mà đây có phải đất đâu, nền gỗ. Không biết anh thăm có làm thịt được không? Không biết anh có làm thịt được không? Cái này theo tôi được biết thì nó rơi khoảng 6 múi. 6 múi thế à? 6 múi thôi. Nên là chỗ nào nó sáng đấy là có múi. Nhưng mà theo tôi biết là mới bỏ được một đoạn.